Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Asobus 300 được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm An Thiên. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Asobus 300 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Asobus 300 Acid Ursodeoxycholic 300mg Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của thuốc Asobus 300 Hư hại về chất hoặc về lượng của chức năng tạo mật, bao gồm các dạng quá bão hòa cholesterol để đối nghịch với sự tạo sỏi cholesterol hoặc tạo các điều kiện thích hợp cho làm tan sỏi trong suốt với x đến quang khi có mặt, đặc biệt khi có sỏi túi mật hoặc tái phát sau khi phẫu thuật đường mật. Khó tiêu mật Chống chỉ định khi dùng thuốc Asobus 300 Không khuyến cáo dùng Ursulicin khi có vàng da tắc nghẽn, bệnh gan nghiêm trọng hoặc những trường hợp quá mẫn cảm với các thành phần của chế phẩm. Không dùng Ursulicin cho bệnh nhân mang thai liều dùng và cách dùng thuốc Asobus 300 Giá trị sử dụng của cách đóng gói các nang 150mg và 300mg giúp ích cho nhiều chế độ sử dụng liều lượng khác nhau, thuận tiện cho các điều kiện lâm sàng mà cần khuyến cáo dùng liều. Nếu dùng kéo dài để làm giảm tính chất tạo sỏi của mật thì cần liều trung bình mỗi ngày là 5-10mg trên kg thể trọng. Trong nhiều trường hợp, liều hàng ngày là giữa 300 và 600mg, tương đương 2-4 viên nang loại 150mg mỗi ngày hoặc cũng có thể dùng một viên nang loại 300 mg mỗi ngày hai viên sáng và chiều để duy trì các điều kiện thích hợp để làm tan ngay sỏi cần tiếp tục điều trị trong ít nhất 4 đến 6 tháng và thậm chí có thể kéo dài 12 tháng với các hội chứng khó tiêu và điều trị duy trì các liều 150 mg mỗi ngày một lần duy nhất hoặc hai lần thường là đủ có thể thay đổi liều tùy thuộc ý kiến bác sĩ đặc biệt sự dung nạp rất tốt của thuốc giúp cho dùng liều cao hơn nhiều nên uống viên nang vào trong hoặc sau bữa ăn. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Asobus 300. Những đối tượng cần lưu ý trước khi dùng thuốc Asobus 300: người già, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi, người suy gan, suy thận, người mẫn cảm dị ứng với bất cứ chất nào trong thành phần của thuốc, hoặc đối tượng bị nhược cơ, hôn mê gan, viêm loét dạ dày. Tác dụng phụ của thuốc Asobus 300 Do tính tan ở ruột rất kém, axit ursodeoxycholic không gây kích ứng màng nhầy ruột, do đó các trường hợp tiêu chảy là rất hiếm. Gia tăng chứng ngứa ngáy, mề đay khi bắt đầu điều trị chứng ứ mật nặng. Do đó, liều khởi đầu khuyến cáo của các bệnh nhân này là 200mg trên ngày. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tác dụng phụ ích gặp Ói mửa Bệnh tiêu chảy Ngứa da sỏi mật vôi hóa bệnh tiêu chảy buồn nôn phân nhão phát ban chuyển động lỏng lẻo ngứa da sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú thận trọng cho phụ nữ có thai và cho con bú sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc thuốc không tác động lên khả năng lái xe và vận hành máy móc tương tác thuốc cần nhớ tương tác thuốc với các thuốc khác thường khá phức tạp do ảnh hưởng của nhiều thành phần có trong thuốc. Các nghiên cứu hoặc khuyến cáo thường chỉ nêu những tương tác phổ biến khi sử dụng. Chính vì vậy không tự ý áp dụng các thông tin về tương tác thuốc Asobus 300 nếu bạn không phải là nhà nghiên cứu, bác sĩ hoặc người phụ trách y khoa. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Asobus 300, đồng thời biết cách sử dụng Asobus 300 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.